Vâng, xin chào anh em nhé. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tiểu Long Du Ký Võ Lâm 2. Và hôm nay vừa lấy hết người xong các bạn. Vừa lấy hết người xong thì tranh thủ vào game một tí. Đây, anh em thấy xem. Đây là hai con la tốt cùi anh em ơi. Hai con la tốt cùi mà hôm Long đã làm video và đi tặng kiếm ấy, cùng anh em đấy. Đây. Đấy. Máy này thì đang treo. Nóng quá các bạn, mùa này rất là nóng. Đây, các người dân họ đi bán thịt họ về hết rồi. Bây giờ tầm khoảng 9 giờ mà đã tan hết cả chợ rồi. Đấy. Mình mang cả cà phê đi anh em ơi, mang cả cà phê đi để uống này. Đấy, chai nước. Chai nước này đã uống hết rồi. Bạn nhìn xem. Đã hết gần hết. Hết luôn. Uống một phát hết chai nước luôn. Đấy, cà phê này, đấy. Mang đi ăn để cho nó đỡ buồn ngủ. Và mình có bán cả loa này các bạn ơi, loa này, loa điện thoại đấy, loa điện thoại này đấy. Đấy các bạn nhìn xem đấy, đố các bạn nhìn thấy Long cùi ở đâu đấy, các bạn này nhìn thấy chưa, để đây, mọi người đang đi chợ ngoài đấy, trời rất là nắng, nắng và nóng đấy, đố các bạn nhìn thấy Long cùi ở đâu. Đây các bạn nhìn này, Long đang trốn này, các bạn nhìn thấy chưa, đấy đấy. Mà không hiểu sao là tuy nhiên lại xuất hiện cái đống dơ màu trắng này ở trước người Thiết Mới Tài chứ. Đấy, trời rất là nắng, nắng và nóng đấy, đố các bạn nhìn thấy Long cùi ở đâu. Đây các bạn nhìn này, Long đang trốn này, các bạn nhìn thấy chưa, đấy đấy. Mà không hiểu sao là tự nhiên lại xuất hiện cái đống dơ màu trắng này ở trước người Thiết Mới Tài chứ. Đấy, anh em nhìn thấy đống rơm chưa? Đống rơm này là màu trắng. Đấy. Long chạy lăng ba cho mọi người xem nhé. Đấy các bạn thấy chưa? Đang màu trắng này. Đấy, chả nhìn thấy người đâu. Thế mới kỳ lạ. Các bạn chơi thì không biết là các bạn gặp đấy tình huống này bao giờ chưa? Long lâu lâu thỉnh thoảng thì lại gặp mà không hiểu sao nó lại như thế này. Có nghĩa là nó bị lạng hay sao ấy. Đấy anh em nhìn thấy chưa, rất là hay. Đấy mọi người thì vẫn bình thường và mỗi mình bị hiện tượng này. Bây giờ là như kiểu trốn ý, trốn. Đấy các bạn thấy chưa, trốn này đấy đấy. Mọi người là không nhìn thấy mình đâu, thế mới tài. Vâng, thấy các bạn chưa? Thấy chạy ách thật. Rồi đấy. Chạy long ngoang. Mà không hiểu, mình thử sang thành khác thế nào nhé. Thử sang Tư Dương chẳng hạn. Xem là như nào, xem có bị mất hay không. Hoặc là bị chúng ta phải thoát ác ra vào lại cơ. Xem hết thế nào. Ồ hết rồi. Chính tỏ là thành đấy nó bị lạ anh em ạ. Thành đấy nó bị lạ. Đấy. Vâng, vào đây chơi tí thôi. Bây giờ thì Long cũng phải đi dọn hàng về rồi. Đã hết người rồi. Hy vọng là
sự kiện nó ra mới mới để cho anh em đỡ mong đợi chờ lâu sốt ruột. Thì Long dọn hàng về, tranh thủ đi tàng kiếm ít vàng. Ok, cảm ơn các bạn nhé, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi ủng hộ bên hôm nay. Và chúc mọi người và xem video vui vẻ. Ok, bye bye. We'll be right back.
trùng trôi.